Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Thước đo của cuộc đời. Dù năm nay đã 75 tuổi, nhưng nhà bác học Ken vẫn miệt mài nghiên cứu ở phòng thí nghiệm bất kể ngày đêm. Tối nay mình nhớ về trước 7 giờ nha. Có việc quan trọng em cần mình giúp. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm. Chết thật, đã hơn 7 giờ tối rồi kìa. Mình đã hứa với bà ấy rồi mà. Có việc gì mà nhà cửa thắp đèn sáng trưng thế nhỉ? Lạ thiệt. Chúc mừng sinh nhật nhà bác học vĩ đại của chúng ta. Ôi, mọi người làm tôi bất ngờ quá. Thế mà tôi không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình nữa đó. Ngài Ken, ngài tuổi đã cao nhưng vẫn cống hiến gần như toàn bộ thời gian của mình cho khoa học. Xin hỏi, bao giờ ngài mới định cho mình nghỉ ngơi đây? Tôi còn có quá nhiều việc phải làm, nên chưa có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi đâu, anh bạn ạ. Một người trung bình chỉ làm việc 8 giờ một ngày, còn ngài làm việc tới 16 giờ mỗi ngày. Như thế, nếu quy ra số ngày công lao động hay số ngày sống thì đã gấp đôi số ngày sống của ngài rồi. Tinh thần làm việc của ngài quả là đáng khâm phục. Ồ, nếu tính như thế thì các bạn phải chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 150 của tôi rồi đó. Đúng là nhà bác học, ông hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Cách tính cuộc sống dài hay ngắn không phụ thuộc vào số ngày chúng ta sống trên đời, mà là tính trên giá trị những cống hiến của chúng ta cho cuộc sống. Thước đo của cuộc đời chính là sự cống hiến.